Bến Tre có 3 thứ xanh, đó là dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, tôm càng xanh và điều cuối cùng du lịch xanh. Đối với du lịch Bến Tre thì họ có một xu hướng, đó là bền vững. Từ cái chén tụi mình ăn cũng là đến từ cái trái dừa mà tụi mình vừa uống. Tụi mình vừa được đi du lịch và còn được bảo vệ môi trường. Có một cái hoạt động là trồng cây bần tại khu đất bị sạt lở. Rất là hào hứng, là mình nghe là mình muốn thực hiện luôn. Từng giờ từng phút đều là những hoạt động rất là ý nghĩa. Đúng rồi. Cùng với 38 bạn thí sinh vừa có trải nghiệm dâng hương tưởng nhớ các vua hùng và các anh hùng vang danh tại Việt Nam. Và hành trình về nguồn là hành trình rất là đặc biệt đối với các thí sinh. Hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ có sức lan tỏa thật là lớn đến tất cả các bạn trẻ. Khi mà chúng ta đi du lịch đảo Lộc ở đây thì cái việc mà chúng ta học hỏi về văn hóa thưởng trà của người Việt cũng là một trong những cái nét mà mình nghĩ là nó rất là đặc trưng của người Việt. Bản thân Trang cũng như các bạn thí sinh thật sự đang rất là hào hứng bởi vì có thể tận hưởng được thiên nhiên và tìm hiểu thêm những nét văn hóa vô cùng đặc trưng tại vùng đất Nam Tây Nguyên lần này. Nhân kỷ niệm 130 năm thành lập và phát triển thành phố Đà Lạt và sắp tới sẽ nhận được danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO công nhận. Với cương vị là một người công dân trẻ, chúng em sẽ luôn giữ vững tinh thần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đến cho bạn bè muôn nơi về một thành phố Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Hạnh xin được gửi lời chúc đến Đà Lạt sẽ luôn luôn phát triển bền vững và sẽ là một địa điểm lý tưởng của tất cả các bạn trẻ cũng như là người dân Việt Nam. Khi mà Ngọc nghĩ đến du lịch đâu đó, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt đầu tiên. Khi mà 15 năm Hoa hậu Hoàn vũ cùng với lại cái sự kiện 130 năm thành phố Đà Lạt kỷ niệm thì đó là một cái điều rất rất đáng là ghi nhớ và sẽ là một cái cơ hội mà Ngọc sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Cảm ơn Đà Lạt rất là nhiều.